Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tìm cách cứu vãn quyền lực tin từ Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thực hiện một nỗ lực nhằm để tăng cường quyền lực chính trị của mình khi bắt đầu chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử mà đảng của ông có nhiều khả năng giành được thắng lợi. Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe và đồng minh nhỏ hơn là đảng Tân Komeito giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện vào năm ngoái. Các cuộc thăm dò cho thấy là ông có thể lặp lại chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 21 tháng 7 tại Thượng viện. 121 ghế tại Thượng viện gồm có 242 thành viên sẽ được đem ra tranh cử. Một liên minh cầm quyền chiếm đa số tại Thượng viện có thể ngăn chặn được đa số các đạo luật sẽ chấm dứt tình trạng quốc hội pha trộn đã ngăn chặn việc thực hiện chính sách kể từ năm 2007 khi đảng Dân Chủ Tự Do do ông Abe lãnh đạo. Khi đó, trong nhiệm kỳ đầy khó khăn của ông đã phải chịu thất bại bẻ bàng. Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ cần phải thắng 72 ghế để bảo đảm đa số. Các cuộc thăm dò của truyền thông cho thấy là hơn 40% cử tri dự trù sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ Tự Do, trong khi đảng đối lập chính là đảng Dân Chủ Nhật Bản có tỷ lệ ủng hộ chỉ từ 7-9%.